cái bản án này đó, tôi không có expecting cái bản án này. Tôi nghĩ cái bản án này quá nhẹ, nhưng mà tuy nhiên chúng tôi là những người cũng như tất cả mọi người công nhân ở đây, chúng tôi rất là tuân theo luật lệ ở đây. Và ông Just ông đã ra cái quyết định như vậy thì chúng tôi cũng phải theo. Với hai cái mạng người mà mất rồi của gia đình tôi đó thì 27 năm này đó thì nó quá nhẹ. Nhưng mà như chị tôi đã nói rồi đó, đó là cái luật thì mình phải tuân theo. Tại vì mình là công dân ở đây thì mình phải tuân theo cái luật là trước tiên. Thì bây giờ đó 27 năm đó đó, nếu như mà người nhà của tôi có thể sống lại 5 năm thôi thì nó sẽ như thế nào? Thì những ai là nạn nhân thì mới hiểu được những cái gì mà tụi tôi nói. Giống như là chị Hà Giang đã theo dõi cái vụ án này trong 2 tháng vừa qua, thì những cái hình ảnh đó, bản thân của chị là người ngoài, chị cảm thấy như thế nào? Thì bản thân của tôi khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh đó, và còn thêm những cái suy nghĩ của mình, những cái tưởng tượng của mình ra nữa, mà đó là những cái thật sự chứ tụi tôi không có tưởng tượng ra là những cái không có. Thì người nhà mình chết như thế nào, những cái dấu vết vết ở trên người của họ như thế nào đó, có nghĩa là tôi cũng cố quên nhưng mà tôi không có thể nào mà tôi quên được hết trơn á. Còn ở đây nói về những cái gì kỷ niệm của những người này đối với gia đình thì biết bao giờ nói mới hết. Sau cái vụ án này như vậy rồi đó thì còn những cái mất mát về tinh thần, tụi tôi đây không có nghĩ, không đề cập tới vật chất. Tại vì khi mà đặt chân đến đây qua bao nhiêu gian nan vượt biên gian khổ, đi qua những cái rừng rú, những cái đường mòn thì nó gian khổ biết là bao nhiêu, thì cái vật chất nó không có so với những cái mạng sống của mình. Mà bây giờ đó mạng sống của mình thì đã chết một cách vô lý, và cái người mà trả giá, cái người mà nhận cái bản án đó thì thật sự thì không có xứng đáng với cái tội lỗi mà họ đã làm ra. Mặc dù chị không có muốn lên hình trên báo, chị có thể chia sẻ cảm nghĩ của chị sau khi nghe bản án không? You know, since April the 21st, I came here and received the news. I don't want to live like my dad. I don't want to live. I know people love their life, but I don't want to live. But why their life is so important? I don't want to live. And as a matter of fact, I tried to kill myself too. But you know what? To kill myself, you know, the question, something that keep me alive today is, what if I don't die and paralyzed? Then I am a burden on somebody else. So it keep me alive. So if you ask me 100 pages, 1,000 pages, 1,000,000 words, I cannot express it. I just like, I don't have a life and I want to die, just like my dad. Hôm nay chị nghe cái sentencing, cái kết án, bản án như vậy, chị có thấy nhẹ lòng được một chút nào không? Thành thật mà nói với chị là tôi muốn đóng cái chapter này lại để move on, because even though I know life is struggling and we still struggling, our family still struggling, everybody in their own way. Somebody make, you know, like withdraw in the corner, somebody go out and yell, somebody asking God. So we found excuses, some find in God, some find, you know, like relief in people, relatives, some fight in their own corner. But I think he deserves more, right? Because his family still see him. I want to see Anita. She's my buddy. What? When she died, I lost my life. Why is Anita? I ask God. So that's all I want to say. They deserve more. You know, but law is law, right? And I expect that. I respect that. And if he committed a murder, a crime, he has to pay for. Nhưng mà cái bản án này so với cái crimes mà Zamora giết đó, nhẹ quá. Thì tôi có một cái câu hỏi mà chắc có lẽ là không có ai có thể trả lời được ngoài những cái kẻ sát nhân này.
những cái người này không có phải là những cái đứa con nít mà mới sanh ngày hôm qua. Khi mà họ làm những cái việc này đó là họ biết là cái hậu quả như thế nào. Tại sao họ giết những cái người này dã man vậy mà bây giờ lại cầu xin mọi người lại save their life? Tại sao vậy? Thì tôi muốn có sự công bằng của pháp luật, cho nên là tôi có hứa nếu như mà có cái sự công bằng, có nghĩa là giết người thì phải đền mạng, thì tôi xuống tóc để tôi thank you. Chứ bây giờ so với hai cái mạng người này là vô giá đối với tôi. Mà tiền bạc thì pháp luật cũng chẳng cần. Cái đó chỉ là cái lời hứa của bản thân tôi, của cá nhân tôi với lại hai cái người chết này thôi. Thành ra tôi nghĩ không có cái gì mà nó đáng giá bằng cái đầu tóc của tôi hết. Đây là cái bộ mặt mà tôi phải show ra cho mọi người. Cái giá mà gia đình tôi không có làm mà phải trả, cái giá mà mình không có làm, mình không có tội tình gì hết, nhưng mà mình phải trả một cái giá nó rất là đắt như thế này.